Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui, nơi chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ các chuyên gia y tế và các khách mời để trò chuyện về những chủ đề sức khỏe được cộng đồng quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip để xem chủ đề của chúng ta là gì. Chỉ cần gõ cụm từ bạo lực học đường hay tội phạm trẻ em vị thành niên trên Google, trong vòng 0,3 giây đã có tới 2 triệu kết quả tìm kiếm phản ánh về lối sống ích kỷ, xuống cấp đạo đức, hành vi không lành mạnh của trẻ vị thành niên. Theo số liệu của ngành công an, trong tổng số hàng trăm vụ án mạng nghiêm trọng gần đây xảy ra trên cả nước, đáng báo động là các đối tượng phạm tội chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên từ 18 đến 30 tuổi, chiếm hơn 80%. Và đó chỉ là một trong những ví dụ cho thấy sự báo động về nhân cách đạo đức của thế hệ trẻ. Theo các chuyên gia xã hội học, việc giáo dục nhân cách con trẻ chỉ phát huy hiệu quả khi có sự giáo dục đồng bộ của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó vai trò trách nhiệm của gia đình luôn được đặt lên hàng đầu, bởi gia đình cũng là trường học đầu tiên, cha mẹ là những người thầy đầu tiên, góp phần hoàn thiện, nuôi dưỡng nhân cách, đạo đức của con trẻ. Vì vậy, vai trò của phụ huynh trong giáo dục nhân cách con trẻ là điều vô cùng quan trọng. Qua clip chủ đề vừa rồi, thì có lẽ rằng quý vị cũng đã biết nội dung mà chúng ta sẽ cùng đề cập đến trong ngày hôm nay. Làm thế nào để gia đình trở thành một cái nôi mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ? Với chủ đề này, xin được giới thiệu hai vị khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý và giáo dục. Và vị khách mời thứ hai, chúng tôi xin được giới thiệu chị Vũ Kiều Loan, blogger kênh YouTube Love at the First Sight. Người xưa thì có câu là cha mẹ sinh con trời sinh tính, ý chỉ là đứa trẻ đã có tính cách như thế nào rồi là đã được định sẵn từ khi sinh ra. Nhưng mà đồng thời cũng có một câu khác là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thể hiện rằng môi trường sống rồi sự định hướng của cha mẹ cũng rất là quan trọng. Vậy với chị Kiều Loan ạ, chị nghĩ sao về những cái quan điểm này? Mình đồng ý với cả hai cái câu nói này, nhưng mà hai câu nói này phải đi cùng với nhau thì mình nghĩ là mới đủ. Ví dụ như cái câu thứ hai là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài ấy, thì mình thấy câu này rất là hay ở một cái điểm là phải có cái môi trường như thế nào, phải có gia đình dưỡng dục như thế nào thì mình mới trở thành mình của ngày hôm nay. Thế còn cái câu đầu tiên là cha mẹ sinh con trời sinh tính thì càng ngày mình càng thấy cái câu đấy chuẩn. Khi mà mình lớn lên rồi và mình trưởng thành cùng với em của mình thì mình mới thấy là cùng một bố mẹ sinh ra mà sao tính cách của mình và em mình khác nhau đến như thế. Và bây giờ khi mình đã làm mẹ của hai con rồi thì mình lại càng thấy hai bạn đấy tính cách trái ngược hẳn nhau. Một bạn chị thì rất là vui vẻ và nghịch ngợm và hướng ngoại. Thế còn em trai thì rất là hiền lành và rất là gọi là mẹ đặt đâu thì con làm đấy. Nói chung là mình có thể nhìn thấy được cái tính cách của hai bạn ấy rõ, đi theo hai hướng khác hẳn nhau. Thế nên là đúng là càng qua thời gian thì mình mới càng thấm hơn những cái câu nói của các ông bà ngày xưa. Vậy dưới góc độ chuyên gia thì sao ạ? Tiến sĩ Lê Nguyên Phương thì đâu mới là quan điểm đúng đắn trong cuộc sống hiện đại ạ? Khi nghe tới hai câu đó thì quả thật thú vị là hình như vai trò của bố mẹ gần như không có ở cái chỗ là cha mẹ sinh con trời sinh tính thì cũng thấy là không phải trách nhiệm của bố mẹ. Ở bầu thì tròn, ốm thì già thì dường như cũng không có trách nhiệm của bố mẹ. Nhưng mà thực sự những cái nghiên cứu trong vòng 50 năm qua trong lĩnh vực tâm lý học cũng như là lĩnh vực về di truyền cho chúng ta thấy đó là các yếu tố về tâm lý, sinh học và xã hội đều tương tác với nhau để tạo thành tính cách và sau đó là nhân cách của con người. Trẻ khi sinh ra đó là đã có 9 loại tính khí và 9 cái loại tính khí này đó là nó có thể nhìn như là một cái phổ, mỗi tính khí là một cái phổ và nó có tới 9 cái gọi là cái phổ về tính cách, tính khí như vậy. Khi phối hợp với nhau nó đã rất là đa dạng. Và khi chúng ta tương tác với trẻ nữa đó, thì nó lại tạo nên cái tính cách nó phức tạp hơn. Cho nên có đứa trẻ có những mức độ khác nhau, chẳng hạn như một trong những cái tính khí mà chúng ta cần nhắc tới là phản ứng của môi trường. Môi trường có thể là cách nuôi dạy và tương tác của bố mẹ. Rồi khi nói tới môi trường, đồng thời nói tới giáo dục và cái nền văn hóa nói chung của một cái quốc gia đó, đó là những yếu tố ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta có thể gọi đó là mô hình tâm sinh xã, tức là tâm lý, sinh học và xã hội đều tác động đến để hình thành nhân cách, tính cách của con người. Vâng, và qua những điều mà tiến sĩ vừa mới phân tích thì có thể thấy rằng chúng ta liên kết với xã hội hiện đại thì có một cái yếu tố mà tiến sĩ có nhắc đến, đấy là sự tác động của môi trường này, sự định hướng và nuôi dạy của cha mẹ. Thì gần như là trong xã hội hiện đại, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng hơn đến việc nuôi dạy, định hướng, chăm sóc cả về thể chất và tinh thần cho con trẻ. Thì là một người nghiên cứu và cũng quan sát rất là nhiều, thì tiến sĩ thấy sao về... Trong vòng phải nói là 50 năm cho đến rồi 10 năm qua có rất nhiều cái biến động ở trong cái xã hội của tại mỗi quốc gia. Thứ nhất là chúng ta thấy cái cấu trúc của gia đình nó đã thay đổi. Nếu lúc trước kia chúng ta ở xã hội Tây Phương, cái cấu trúc gia đình đó nó là cha mẹ và đứa con.
thiếu cái vấn đề tương tác với ông bà vân vân. Thì ở Việt Nam cái hình thức mà một gia đình nhiều thế hệ nó vẫn còn rất là hiện diện rất là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta còn thấy cái sự di chuyển của các gia đình từ nông thôn đến thành thị. Thứ hai á, là gần đây có một cái khuynh hướng, tiếng Anh gọi là intensive parenting, có thể dịch là nuôi dạy con chuyên sâu hay là cường độ cao hay vân vân. Tức là bố mẹ bây giờ quan niệm, nhất là những bố mẹ có cái điều kiện tài chính, là muốn con thành công thì phải đổ dồn hết tất cả mọi tài lực vào cho con. Và vì cái khuôn phép cũ để mà nuôi dạy con nó đã không còn thích hợp với một cái xã hội tĩnh tại như là trước kia, thì cái tính toàn cầu nó càng ngày càng tăng, khiến cho cái việc mà dạy con theo phương thức cũ không còn thích hợp. Thì bố mẹ lại đổ xô đi tìm kiếm những phương thức dạy dỗ khác nhau. Nhưng mà quan tâm nhiều quá thì có tới mức tăng, tới mức gọi là giống như kiểm soát kèm cặp. Mà trong tiếng Anh có một khái niệm gọi là helicopter parents, tức là phụ huynh như một cái chiếc trực thăng bay vần vũ trên đầu của con, kiểm soát mọi chuyện hay không. Thứ hai là có kiến thức nhiều hơn. Nhưng mà kiến thức nhiều khi nó rất là đa tạp. Đọc cuốn sách này, đi học khóa học kia, nó trở thành một cái đống hỗn độn mà không có một cái định hướng rõ ràng. Và cuối cùng chúng ta có nhiều phương tiện hơn. Phải không ạ? Phương tiện về vật chất, vân vân, liên lạc với con, cell phone bất cứ lúc nào, cũng như đặt máy camera trong nhà để theo dõi. Nhưng mà chúng ta sử dụng những phương tiện đó như thế nào, và khi trẻ tiếp xúc với những cái phương tiện đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào. Tuy nhiên đó thì vẫn là chỉ là một cái bộ phận của những cái phụ huynh trong cái giai tầng trung lưu và sống ở thành phố thôi. Trong khi ở thôn quê thì chúng ta lại có những hiện tượng khác. Hiện tượng là cha mẹ phải đi tỉnh và con cái nhiều khi phải ở lại với ông bà. Cái xã hội này đang rất là phức tạp và cần có những cái nghiên cứu tốt hơn để chúng ta có thể định hướng, để hiểu rõ hơn cái tính chất của việc là hiện nay phụ huynh đã thay đổi trong việc dạy con như thế nào. Nếu mà chỉ xét riêng về cái nhóm phụ huynh ở thành thị thì đây cũng là một cái nhóm phụ huynh, một lực lượng rất là đông đảo, mọi người gần như là đang rối loạn trong những cái phương pháp nuôi dạy trẻ. Rõ ràng sự quan tâm thì là nhiều, nhưng mà phụ huynh đang bị rối loạn thông tin và những cái phương pháp thì cũng gọi là kết hợp giữa nhiều kiểu khác nhau. Nên mặc dù đứa trẻ nhận được nhiều sự quan tâm thì vẫn có những cái hiện tượng là một em bé hoàn toàn là gia đình có điều kiện, được yêu thương, nhưng mà vẫn có thể là có những cái tính như kiểu là ăn cắp vặt ở trường này, hoặc là bắt nạt bạn bè. Thì chúng ta có thể lý giải điều này như thế nào ạ? Đó là một cái sự thật đáng buồn. Và khi tôi đọc những cái tài liệu nghiên cứu đó, lúc đầu tôi không tin về chuyện là có cái sự gia tăng như vậy. Nhiều khi vì báo chí truyền thông về vấn đề nó nhiều hơn. Vì hiện nay có những cái kênh thông tin cho chúng ta đọc, cho nên chúng ta bị ảo giác là đang có sự gia tăng của cái vấn đề những hành vi tội phạm của trẻ. Nhưng mà thực sự đọc những cái nghiên cứu thì quả thật có, chứ không phải là không có. Và cái điều này nó xảy ra trên toàn thế giới. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta phải nói tới cái chuyện đó là vấn đề sức khỏe tinh thần của trẻ nó bị sa sút. Chúng ta không thể đổ lỗi hết tất cả cho những cái phương tiện truyền thông, hay là đổ lỗi hết cho thí dụ như là điện thoại thông minh hay Facebook vân vân, mạng xã hội vân vân. Yếu tố thứ hai đó, cái sự giao thoa của các nền văn hóa khác nhau khiến cho những cái chuẩn mực văn hóa cũ nó đã không còn được tôn sùng, tôn trọng, cho tới là vấn đề là thực hiện theo. Và bây giờ chúng ta, trẻ con không có những cái hình mẫu để mà gọi là mô thức, để mà nó có thể sống và làm việc theo. Đó là chưa kể tới vấn đề phụ huynh vì thời gian không có để chia sẻ cho con. Cái đứa trẻ nó cảm thấy không có cái sự kết nối, thì những cái đó khiến cho nó phải tìm, chẳng hạn thiếu thốn tình yêu của bố mẹ, thì cái tốt nhất là tìm tình thương yêu ở đâu? Băng đảng. Để vì ở trong đó nó được sự tôn trọng, nó được sự hướng dẫn, mặc dù là cái hướng dẫn về nhà hành vi tạm gọi là sai trái. Nếu nó không gắn bó với gia đình được, vì bố mẹ không có mặt, và bố mẹ luôn áp lực, bố mẹ luôn đòi hỏi con phải thế này thế kia, mà lại hạn chế trong cái việc chia sẻ tình yêu. Hay thậm chí có những trường hợp ngược lại, bố mẹ dồn hết tất cả mọi cái tình thương yêu, nhưng mà chiều chuộng đến nỗi đứa trẻ trở thành trung tâm của vũ trụ và hư hỏng quá đáng. Thì nó đều là hai cái thái cực mà không tốt cho đứa trẻ. Khi vậy thì cái đứa trẻ nó sẽ tạo những cái nền tảng căn bản để mà đứa trẻ nó đi theo những cái mô hình xấu, là có những hành động xấu. Và cái thái độ hành vi của nó đôi khi là, chúng tiếng Anh là acting out, tức là những cái biểu hiện sự phẫn nộ, tức tối và thậm chí cả cô đơn của chúng. Đúng là có nhiều đứa trẻ có thể là ở nhà thì là ở một cái phiên bản khác. Nhưng mà khi đến trường thì sẽ thể hiện những cái cá tính thật của mình, và chính gia đình là cũng không lường được điều đó.
Thế ví dụ như là với trường hợp của chị Kiều Loan đi, giả sử em bé nhà mình mà có làm một cái gì đó sai thì chị sẽ xử phạt hay là chị sẽ có những cái hình thức như thế nào để dành cho em bé để em bé biết lỗi ạ? Thực ra quan điểm của mình về cái việc mắc lỗi hay là làm gì sai nó cũng rất là thoải mái thôi. Tại vì mình nghĩ là con người không hoàn hảo và chính mình cũng không phải là một người mẹ hoàn hảo và mình vẫn còn mắc lỗi mỗi ngày. Mình nghĩ là phải có mắc lỗi thì mình mới kiểu vấp ngã thì mới đứng lên được, mình mới học được những cái bài học ấy. Thế nên là mỗi khi con mà có làm cái gì đó gọi là lỗi lầm một chút thì mình, cái quan điểm của mình là phải làm thế nào để con hiểu là cái việc này mình không nên lặp lại nữa. Chứ mình sẽ không dùng cái đấy để làm cái cớ để xử phạt hay là mình mắng hay mình đánh con gì cả. Mình nghĩ là ok, con mắc lỗi lần này nhưng mà làm thế nào để lần sau con không lặp lại cái chuyện đấy nữa. Thì khi bạn ấy còn nhỏ thì mình, cái cách giải quyết của mình là mình ví dụ như là mình sẽ không cho bạn ấy làm những cái mà bạn ấy thích nữa. Ví dụ như là hôm nay con không đánh răng thì con sẽ không được xem TV hay xem YouTube nữa chẳng hạn. Hay là hôm nay con không ăn rau thì mẹ sẽ phạt con một cái gì đó. Tức là mình sẽ lấy đi một cái gì đó mà bạn ấy thích. Thì bạn sẽ, lần sau bạn ấy sẽ không làm lại cái hành động đấy nữa. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã 5 tuổi rồi và bạn ấy bắt đầu hiểu được nguyên nhân và hệ quả rồi. Thì nó lại thành một cái bài toán khó hơn là mình phải giải thích cho bạn ấy hiểu được vì sao cái hành động này chưa đúng. Và con làm như thế này thì con làm tổn thương người khác như thế nào. Cái việc cái mắc lỗi của bạn ấy thì nó chỉ là những cái hành động đơn giản ở trường thôi. Ví dụ như là lớp học vẽ thì bạn ấy sẽ nói với bạn bên cạnh là sao cậu vẽ xấu thế và làm tổn thương bạn ấy chẳng hạn. Thì mình, cái này thì không thể xử phạt được. Mình sẽ phải nghĩ cách làm thế nào để nói cho con hiểu là con làm như thế thì bạn sẽ buồn. Đấy, ví dụ như thế. Thì cái kim chỉ nam của mình trong cái việc mà hành xử khi mà con mắc lỗi thì mình sẽ cố gắng giải thích cho con nguyên nhân và hệ quả để lần sau con không lặp lại cái chuyện này nữa. Còn mình sẽ hạn chế không mắng, không đánh, không dùng áp lực con nữa. Quá. Thì mình nghĩ là cứ nhẹ nhàng như thế thì con sẽ hiểu ra được. Vâng, tiến sĩ thấy sao về cách xử lý này của chị Kiều Loan ạ? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của Kiều Loan trong cái vấn đề giáo dục con cái, đặc biệt là điều chỉnh những cái hành vi mà chưa phù hợp của trẻ. Thực sự Kiều Loan vừa nói lên những cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là cái growth mindset, tức là cái quan niệm về vấn đề là cái đứa trẻ nó tiến trình sống ở cái cuộc sống này là nó điều chỉnh để học hỏi dần dần lên. Cho nên chúng ta đánh giá vào cái chuyện là nỗ lực để làm một hành động gì đó và sửa đổi điều chỉnh nó cho càng ngày nó còn phù hợp hơn. Và dựa trên những cái giá trị cốt lõi. Cái điều dựa trên giá trị cốt lõi, thí dụ như Kiều Loan nhắc tới nhiều lần về cái vấn đề là đừng, nếu một cái hành vi mà làm cho người khác buồn, hành vi thiếu tôn trọng người khác chẳng hạn như vậy, nó dựa trên hai yếu tố là từ bi và tôn trọng. Đó là dạy cho con những cái giá trị sống, đưa cho con những cái giá trị cốt lõi để nó định hướng hành vi của nó. Cái đó là điều rất là tốt. Bây giờ nếu lỡ nó làm một cái điều gì thì sao? Lúc nhỏ mình có thể sử dụng những hình phạt. Và hình phạt đó thì có hai dạng. Dạng thêm vào, tức là chúng ta thí dụ đánh, chửi, làm mắng vân vân. Dạng lấy đi, tức là cái dạng mà nó, những cái mà nó thích thì mình lấy đi. Nhưng đồng thời mình cũng có thể là dùng tưởng thưởng. Nhưng mà tưởng thưởng đó, phụ huynh nên tránh cái vấn đề mà tưởng thưởng về vật chất. Tại tưởng thưởng về vật chất thì phải tăng dần, phải không ạ? Tăng dần về giá trị, thí dụ bánh thì mỗi ngày mỗi to hơn, loại bánh ngon hơn. Đồ vật thì càng ngày phải đắt giá hơn. Nhưng mà thật sự có những phần tưởng tinh thần, một cái vòng tay ôm ấp của bố mẹ, một cái cuộc nói chuyện thân mật, nó giá trị về những cái đứa con nó sẽ nhớ suốt đời. Cái điều kế tiếp nữa đó là khi cái đứa trẻ, tôi đồng ý cái giai đoạn sau, khi mà cái đứa trẻ đã có cái ý thức, có cái khả năng lý luận, thì chính chúng ta phải chỉ cho trẻ cái tương quan nhân quả của cái hành vi, cái sự tác động của hành vi của chúng đối với cái môi trường xung quanh. Và khi đó thì cái giá trị cốt lõi nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong định hướng hành vi. Thì có một cái phương pháp nếu trong trường hợp tới lúc đó mà nó làm sai, ngoài cái chuyện thảo luận để cho nó ý thức nhận thức được rồi. Còn về vấn đề hành vi nó có thể làm điều này, tức là phục hồi công lý. Chúng ta làm hỏng một món đồ thì chúng ta có thể làm gì? Đi kiếm tiền hoặc là ráp vá những cái miếng đồ đó lại để mà trả lại chỗ cũ. Chúng ta làm buồn lòng một người nào đó thì chúng ta có thể làm gì để bù lại? Ngoài cái việc xin lỗi, chúng ta làm gì? Với chị Kiều Loan ạ, trong quá trình nuôi dạy con thì thường chị sẽ chú trọng đến yếu tố gì nhất? Và liệu có cái phương pháp gì đặc biệt để giáo dục con mình không ạ? Nói về các phương pháp dạy con ấy, thì như tiến sĩ vừa chia sẻ là có một số bộ phận là bố mẹ mà gọi là ôm đồm tất cả các cái phương pháp khác nhau và thấy sách dạy con ở đâu cũng đọc và cũng tham khảo ấy. Thì mình cũng đã là từng là một phụ huynh như thế với cái bạn đầu tiên của mình. Tại vì lúc đấy là mình còn rất là mới, nhưng mà dần dần thì đến bạn thứ hai này thì mình đã hiểu là mình không nên đọc quá nhiều và mình phải biết chất lọc lại những cái phương pháp khác nhau.
Thì đối với mình bây giờ, sau khi mình đã làm mẹ được 5 năm rồi, thì mình thấy cái nguyên tắc quan trọng nhất đối với cá nhân của mình đó là phải làm gương cho con. Có rất là nhiều các nguyên tắc khác nhau, là phải giáo dục theo hướng này hướng kia, lệnh dạy cho con kỷ luật, dạy cho con tự tin, vân vân. Nhưng mà mình nghĩ cái phần quan trọng nhất là bố mẹ phải làm gương cho con. Mình có thể gia giả với con các cái chân lý, các cái giá trị suốt ngày, nhưng mà nếu mà con không nhìn thấy việc mình làm thì nó sẽ không hiểu được vì sao làm thế. Có thể từ những cái việc nhỏ nhặt thôi, ví dụ mình muốn con đọc sách thì bản thân mình cũng phải cầm quyển sách lên, chứ mình sẽ không thể nào mà suốt ngày cắm đầu vào điện thoại và mình đi mời con đọc sách được. Hay là những việc như là mình muốn con ăn nhiều rau hơn thì mình cũng phải là người ăn nhiều rau để con làm theo. Thì mình rất là thích cái câu nói là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình ý. Tức là mình khi mà mình làm mẹ và mình cũng sửa những cái hành động của mình để nó tốt hơn, hoàn thiện hơn, thì con nhìn vào đó và các bạn ấy như tờ giấy trắng, các bạn ấy sẽ học được những cái hành vi đấy. Thì mình nghĩ đấy là cách giáo dục đơn giản nhất nhưng đồng thời cũng là khó nhất, và mình vẫn đang cố gắng thực hiện điều đó mỗi ngày. Vậy tiến sĩ thấy sao về quan điểm này ạ? Khi mà để chúng ta phải lựa chọn ra một cái yếu tố tiên quyết, một điều quan trọng nhất, cụ thể ở đây là những cái điều mà cha mẹ thể hiện ra để giúp hình thành nhân cách của con trẻ, thì tiến sĩ nghĩ rằng điều gì chúng ta sẽ lựa chọn được đây ạ? Đây là lần thứ hai tôi lại đồng ý với Quyền Loan về cái vấn đề đó. Là tại vì thật sự chúng ta có thể học rất nhiều cái cách dạy con, nhưng mà đó chỉ là những cái chiêu thức bên ngoài, còn cái nội lực của chúng ta thì sao? Và cái nội lực chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ điều thứ nhất ấy, là chúng ta thực sự có bình an, có hạnh phúc hay không. Cái điều đó là cái điều có thể trao cho con mà không cần thông qua ngôn ngữ. Chúng ta sống trong bình an, vui vẻ và với cái tinh thần từ bi và trí tuệ chẳng hạn, thì con chúng ta sẽ sống theo những cái giá trị sống đó. Và nhiều khi đó nó chỉ cần qua biểu hiện thấy chúng ta, ví dụ như khi đọc một cái bản tin chúng ta xúc động, thấy một người nghèo chúng ta chia sẻ, thì nó sẽ thấy cái đó là những cái tấm gương và nó làm theo. Sau một cái bầu không khí như vậy, và khi lớn lên nó còn cảm thấy hãnh diện là mình đã sinh ra trong một cái gia đình mà có những cái nề nếp như vậy nữa. Đó là hành trang có thể đi theo nó để suốt đời. Và một điều quan trọng nữa trong cái quá trình nuôi dạy con là việc mình hiểu con. Nhưng mà làm thế nào để có thể hiểu con đây? Dựa vào quan sát, dựa vào cảm nhận, hay là dựa vào những yếu tố nào đây ạ? Nếu hỏi tôi thì tôi tạm dùng cái chức năng của toàn ngành tâm lý học để mà giải thích về vấn đề này. Chức năng của tâm lý học nó có 4 bước. Bước thứ nhất là mô tả, bước thứ hai giải thích, bước thứ ba là tiên đoán, và bước thứ tư là cái vấn đề thay đổi, chuyển hóa, tác động vào cái tiến trình để mà đạt được cái kết quả mong muốn. Thì cái điều đầu tiên đó, muốn hiểu con thì phải quan sát con để có thể mô tả được cái hành vi nó một cách rõ ràng. Thứ hai là có kiến thức về cái mô thức diễn trình cái tâm lý của con, cũng như những cái kiến thức tâm lý học về sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, để mình có thể giải thích một cái hiện tượng. Có một cái giai đoạn mà đứa trẻ luôn luôn nó không, phải không? Phải hiểu cái giai đoạn đó là đứa trẻ bắt đầu nó tự khẳng định chính mình, cho nên nó mới từ chối nó không. Từ đó chúng ta tiên đoán được con sẽ làm gì, trong mỗi cái hành vi có nguyên nhân cơ sẽ dẫn tới những cái kết quả thế nào. Và khi đó thì chúng ta mới có thể tác động một cách hữu hiệu được. Cái đó là cái tiến trình mà chúng ta cần thấy. Và làm sao để quan sát một cách trung thực nhất, hãy là một nhà khoa học. Tức là đừng với tất cả định kiến, thiên kiến, thành kiến về con của mình, và về nói chung là những cái tiêu chuẩn xã hội nói chung. Để mà khi quan sát mình để những cái thiên kiến, thành kiến đó ảnh hưởng tới sự quan sát hết sức là vô tư và khách quan của mình. Có một cái câu nói là phải có áp lực thì mới có kim cương ấy. Con trẻ là đôi khi phải có áp lực một chút thì mới ngoan được, mới giỏi được. Để chị Kiều Loan thấy sao về quan điểm này ạ? Mình nghĩ là đấy cũng là do định hướng của gia đình nữa. Có nhiều gia đình muốn con mình thành kim cương, nhưng mà không phải gia đình nào cũng muốn con mình phải là kim cương. Ví dụ như mình thì mình nghĩ con mình chỉ cần là một viên đá, nghĩa là một viên đá nhỏ nhoi và hạnh phúc. Còn sau này nếu con muốn trở thành một cái gì đó thì đấy là cái định hướng của con. Thế nên là mình không nghĩ là việc của bố mẹ nên tạo thật nhiều áp lực để con phải vượt qua những cái áp lực đấy để phải chuyển hóa thành một cái gì đó vĩ mô hơn. Mình nghĩ cái công việc của bố mẹ chỉ là định hướng cho con, giúp con khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân mình, và từ đấy con có thể trở thành kim cương hay gì thì đấy là việc của con. Thì mình nghĩ là những cái việc mình làm mỗi ngày không phải là để tạo áp lực cho con, mà chỉ đơn giản là định hướng con vào một cái kỷ luật. Tôi sẽ thấy sao với quan điểm này? Nhiều khi trầm hương